cho mầm mạnh rễ khỏe, tăng sức đề kháng bên răng luôn, tăng số chồi hữu hiệu cho đồng kho, trổ nhanh và rộ. Plasti tăng cường sức sống, sức mạnh sinh học. Tân Thành cùng nhà nông chinh phục năng suất. Thưa bà con và các bạn, trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của bà con gọi về, cũng như là câu hỏi có kèm theo hình ảnh tình huống của bà con. Và sau đây sẽ là câu hỏi có kèm theo hình ảnh của anh Lê Hoàng Buôn ở Dị Thủy, Hậu Giang. Anh hỏi là tôi mới làm lúa 3 vụ năm đầu tiên. Vụ 3 vừa thu hoạch xong, khoảng 30 ngày nữa là xuống giống vụ đông xuân. Tôi làm giống mới nhưng sợ lúa 2 tầng do thu hoạch vụ 3 xong thì thấy lúa rụng hạt rất là nhiều. Như vậy thì có cách nào để mà xử lý lúa 2 tầng trước khi mà gieo xạ hay không? Mời thạc sĩ Thủy có thể tư vấn cho anh Buôn ạ. Chào anh Buôn và bà con nông dân. Thì đúng là cái vấn đề mà lúa rài, lúa rụng này nó rất là khó xử lý. Rồi ngoài ra nữa, chúng ta có những cái lúa cỏ nữa, nó tồn tại trong đất rất là lâu. Do đó mà để mà xử lý cái trường hợp như anh mà nêu ở đây thì chúng tôi thấy là anh Buôn còn khoảng 30 ngày nữa thì mới gieo xạ giống lúa đông xuân. Thì trước hết là anh nên cho nước vào ruộng để ngâm khoảng 2 ngày và sau đó anh rút nước. Thì khoảng 1 tuần sau thì lúa rài, những cái hạt lúa lẫn này, lúa rài, lúa rụng này nó sẽ lên. Và khi nó lên xanh khoảng 1 tuần, tức là chúng ta thấy lúa cỏ rồi nó lên khoảng 1 tuần, thì anh Buôn sẽ lấy cái thuốc trừ cỏ không chọn lọc. Tức là những cái nhóm trừ cỏ không chọn lọc nào, đặc biệt là cái nhóm glyphosate đó, thì nó lưu tồn hơi lâu. Do đó mà chúng ta lấy nhóm trừ cỏ không chọn lọc mà nó ít lưu tồn hơn, thì anh sẽ phun để diệt cái những cái hạt lúa này, nó mới lúa rài nó mới nảy mầm lên, và sau đó chúng ta cài xới và anh có thể gieo xạ lại được sau 7 ngày. Thì như vậy là cái biện pháp này cũng là hạn chế một phần nào để mà tránh cái hiện tượng mà lúa 2 tầng sau khi mà anh đã gieo xạ cái giống lúa mới, lúa xác nhận của anh, thì nó sẽ bớt lại cái hiện tượng lúa 2 tầng. Một số thông tin xin chào anh Buôn. Dạ, xin cảm ơn thạc sĩ Thủy. Trả lời câu hỏi cho anh Đỗ Văn Bản ở Vĩnh Thạnh, Cần Thơ. Anh hỏi là khu chúng tôi ở thì thuộc diện đê bao, nhưng chỉ làm lúa 2 vụ trong năm. Mỗi năm nước lớn chúng tôi xả lũ để lấy phù sa, mà khác chúng tôi cày rất sớm để rơm rạ phân hủy. Nhưng năm nay mực nước thấp, phù sa chắc chắn sẽ ít. Vậy vụ đông xuân này chúng tôi phải tăng liều lượng phân bón lên hay không? Tăng bao nhiêu là vừa? Mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ ạ. Anh Bản, qua cái hình tôi thấy hình như là đang xới hay là trục chùi cái phần mà lúa chét còn ở trên ruộng đó. Tôi thắc mắc là tại sao mình làm chỉ có 2 vụ thôi thì cái thời gian đất trống giữa 2 vụ nó dài lắm. Như vậy thì khi mà thu hoạch vụ trước á, tại sao mình không có như anh nói trong đây đó, mỗi năm á, thì anh cũng như là trục hoặc xới cái rơm rạ vào trong đất rất sớm rồi sau đó lấy cái nước nổi ở bên ngoài đưa vào ở trong ruộng để lấy phù sa. Nhưng mà năm nay thì tại sao mình chờ cho tới gần xuống giống mình mới trục như vậy? Nếu như mà anh làm như mỗi năm á, dù cho nước nhỏ đi nữa thì tôi nghĩ rằng nó có lợi hơn rất là nhiều. Bởi vì khi mà rơm rạ chúng ta dùi vào trong đất như vậy thì trong thời gian rất là dài, hơn một tháng. Bởi vì anh làm có 2 vụ thôi mà, tôi nghĩ rằng nhiều khi chắc có phải là cả 2 tháng nữa không chừng nữa. Thì như vậy thì nó đủ để mà nó phân hủy cái rơm rạ đó, rồi cái dưỡng chất nó phóng thích ra, nó được đất nó giữ lại. Thì như vậy là đầu vụ đông xuân này là nó, cái lúa đông xuân nó sẽ được hưởng cái phần dinh dưỡng đó. Còn bây giờ anh để cho nó phất phơ ở trong nước như thế này, dù như nước nhỏ đi nữa nó cũng mục rã, rồi sau đó là anh xả nước là nó theo nước nó đi mất hết trơn. Rồi còn cái tớp mà lúa rài mà chưa trục nhận đó thì lại là một vấn đề nữa. Cô Thủy bên này thì cũng phàn nàn, nghĩa là sâu bệnh nó sẽ trú ngụ ở trên cái chỗ đó. Còn về phía tôi thì bây giờ anh trục vô xuống dưới rồi thì ngộ độc hữu cơ nữa sẽ xảy ra cho vụ lúa đông xuân. Thì rất đáng tiếc là không biết năm nay tại sao mình lại trục nhận cái rơm rạ này nó hơi chậm như thế. Nếu mà chậm như vậy rồi thì tôi khuyến cáo anh là phải đưa cái phần đạm vô. Nghĩa là lúc trục nhận xong rồi đó thì anh rút nước rồi đó thì anh cho cái rơm rạ vô, thì anh trước khi anh làm đất thêm một đợt nữa để làm chi? Chính cái anh đưa cái phân đạm vô là để phân đạm nó cung cấp cái chất dinh dưỡng cho cái con vi sinh vật. Con vi sinh vật nó mới sinh sôi nảy nở, nó mới phân hủy cái rơm rạ được nhanh. Và cái thứ hai nữa là nó không cạnh tranh cái chất đạm lại dưới cái cây lúa nhỏ của mình sau này. Chứ mà
thiếu cái là nó sẽ có cái cạnh tranh ngay, mà di sinh vật phát triển nó cũng sẽ không có nhanh được. Thì cái liều lượng thì vào khoảng từ 2 tới 4 kg tùy. Nếu như mà rơm rạ ít thì anh chỉ cần xài 2 kg thôi. Còn nếu như mà rơm rạ nhiều là phải tăng lên 3 kg, 4 kg thì cái này sẽ tùy. Còn anh hỏi chứ giờ có tăng thêm nữa hay không, thì tôi nói là lúc đầu thì anh vẫn làm bình thường vậy đi. Nhưng mà sau đó thì anh nên quan sát đồng ruộng để coi cái nó có cái triệu chứng mà thiếu đạm không. Nhất là anh dùng cái bảng sao màu lá đó. Tôi thấy giờ bà con mình cũng nên quan tâm cái đó để mà chúng ta quyết định cái vấn đề có nên bón thêm phân hay không. Chứ bây giờ tôi cũng không biết được trong cái ruộng của anh bây giờ phù sa nó vô thêm bao nhiêu, nó ít nhiều, nó cỡ nào rồi, năm ngoái anh đã bón bao nhiêu rồi, dư thừa chưa biết. Thì làm sao tôi nói anh tăng thêm nữa thì cái chuyện đó nó rất là vô lý. Nên như vậy thì tốt nhất là nên quan sát cái gọi là cái cây lúa để mình có cái quyết định nghĩa là có bổ sung hay không. Dạ, cảm ơn giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Tiếp theo trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Luyện ở Vị Thủy, Hậu Giang. Anh hỏi là vụ thu đông mới thu hoạch thì tôi làm đất để xuống giống liền cho vụ đông xuân. Đất tôi thuộc dùng đất phèn có pH bằng 4, do đó sau khi xạ thì hạt giống lên rất yếu. Như vậy tôi có thể phun Lasti cộng với Windup diệt mầm vào giai đoạn này để mà cường lực cho hạt giống được hay không? Mời thạc sĩ Bích Trân. Xin chào anh Luyện. Như trong tấm ảnh anh vừa đưa đó thì tình huống ruộng anh như cái phần đầu á, giáo sư Nguyễn Bảo Vệ có phân tích đó, thì thực ra là cái đất, cái phèn á không đáng ngại bằng cái hữu cơ. Như chúng ta thấy là trên tấm ảnh thì cái xác hữu cơ còn rất nhiều. Và như vậy đó chính là cái nguy cơ để mà chúng ta phải lo ở đầu vụ này nè. Rồi thêm một cái nữa, khi nắng nóng xuống nữa, như vậy á, là cái nước ở những cái phần hữu cơ này nó sẽ gây hại đến cho cái việc là cái sức sống của cái hạt giống. Còn cái việc anh muốn xử lý kết hợp cái thuốc cỏ tiền nảy mầm Windup cộng với Plasti để hai công một chuyện đó, tức là một công mà được hai chuyện đó, là như vậy thì được, tức là nó sẽ không có hư hại về cái hiệu quả của thuốc. Nhưng không nên là bởi vì xét về cái thuốc tiền nảy mầm thì chúng ta có thể phun trong vòng 3 ngày đầu thì nó đạt được cái hiệu quả. Nhưng còn Plasti thì chúng tôi khuyến cáo bà con là xử lý giống là ở giai đoạn thời điểm tốt nhất là khi cái hạt lúa giống mới nứt nanh. Đó là cái thời điểm mà cái hạt lúa giống hấp thu mạnh và đạt hiệu quả cao nhất. Cho nên là sau khi chúng ta xử lý rồi, chúng ta gieo xạ xuống rồi thì ở giai đoạn này hấp thu không có tốt được như vậy. Cái hạt lúa giống không hấp thu được tốt như vậy. Cho nên là anh có thể cộng để xử lý được, nhưng mà cái tác dụng thì không bằng, do đó chúng ta không nên. Mà chúng ta vẫn có điều kiện thì chúng ta hiện giờ chúng ta có thể xử lý cái Windup, rồi sau đó để cho cái hạt lúa lên tầm khoảng 8 ngày đến 13 ngày, trong khoảng thời gian đó thì anh có thể phun xịt cái Lasti mà tăng cường sức sống đó để giúp cho cái quá trình đẻ nhánh được tốt. Và như vậy thì nó sẽ bù lại cái phần diện tích hay là phần cái cây lúa để mà có được cái số bông trên mét vuông sau này. Dạ. Xin cảm ơn thạc sĩ Bích Trân. Tiếp theo trả lời câu hỏi cho anh Lê Văn Thuận ở Tây Yên, An Biên, Kiên Giang. Anh cho biết là anh sử dụng giống OM5451, lúa của anh hiện 37 ngày. Phát hiện thấy rễ lúa có những cán nhộng bám chắc vào rễ, cây lúa thì vẫn phát triển bình thường. Xin hỏi đây có phải là những cán nhộng của sâu đất hay không? Chúng có gây hại gì không? Vì đây là lần đầu tiên mà anh thấy hiện tượng này. Mời thạc sĩ Thủy. Cảm ơn anh Thuận đã cung cấp cho chương trình một cái bức ảnh rất là đẹp mà rõ nữa. Thì đúng là chúng tôi cũng mới thấy cái hình này là đầu tiên. Nhưng mà qua tham khảo ý kiến của các chuyên gia về côn trùng học của Đại học Cần Thơ thì chúng tôi, các thầy cho rằng đây là cái nhộng của con ruồi nhỏ màu nâu mà chúng ta thấy là nó thường đậu từng chùm từng đàn trên mặt nước của ruộng đó. Thì cái này là cái nhộng của nó. Bởi vì sao? Cái ấu trùng của con ruồi này đó, nó sống ở trong nước, nó ăn rong rêu, rồi thậm chí nó ăn cả rễ lúa luôn. Và khi nó quá nhộng thì nó sẽ ghim một cái đầu vô cái rễ lúa, vô thực vật thủy sinh. Mà cái hình này thì nó ghim một cái đầu vô cái rễ lúa. Và thành trùng thì nó, khi mà nó quá nhộng thì nó sẽ ghim vào đầu vào dễ cái rễ lúa như cái hình trên. Nhưng mà khi quá nhộng nó sẽ thành con thành trùng, là thành con ruồi, nó sống ở trên và nó thường bắt mồi các con sâu rầy nhỏ. Do đó thì cái này cũng là một cái loại con côn trùng có lợi, và nó là một cái loại thiên địch.
thì nói chung là nông dân nên an tâm. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải tiếp tục theo dõi coi cái này có phải là một cái đối tượng mới để ăn rễ lúa hay không. Chứ nếu như là nhộng của con ruồi mà chúng tôi nói con ruồi thiên địch đó, thì là nó không có gây hại. Và anh có hỏi là có phải là nhộng của sâu đất hay không, thì chúng ta thấy là nhộng sâu đất thì nằm trong đất không à, nó không có dính vô cái rễ lúa, nó không có bám chặt vô cái rễ lúa hoặc là bám chặt vô cái cây gì hết, mà nó nằm trong đất. Và cái biện pháp mà nhộng của sâu đất thì bơm nước một cái là ngập nước là nó chết rồi. Do đó thì một số thông tin xin trao đổi với anh Thuận, và cái này là cái con có lợi chứ không có gây hại gì cho cây lúa. Cảm ơn thạc sĩ Thủy. Trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Thanh Hùng ở Dòng Riền, Kiên Giang. Anh hỏi là khu vực của anh đang làm mô hình ruộng lúa bờ qua để mà thu hút thiên địch, nhưng anh vẫn còn một số nghi ngờ vào giai đoạn mà cây qua bị sâu gây hại thì có cần phải phun thuốc hay không? Những đối tượng gây hại này có xuống gây hại trên ruộng hay không ạ? Mời thạc sĩ Bích Trân có thể tư vấn cho anh Hùng. Xin chào anh Hùng. Về cái công nghệ sinh thái là ruộng lúa bờ hoa thì chúng ta phải xác định ngay cái mục tiêu ngay ban đầu, đó là chúng ta trồng hoa là để thu hút các cái loại thiên địch có lợi, ví dụ như là ong ký sinh và cái con nhện bắt mồi. Và mục tiêu như vậy là chúng ta bảo vệ cây lúa trong vòng 40 ngày đầu là đối với đối tượng là con rầy nâu. Như vậy là anh đặt ra vấn đề là anh, nếu mà anh trồng hoa lên rồi anh lại sợ hoa bị hại, anh phun thuốc, như vậy là chúng ta đã phá vỡ cái mục tiêu rồi. Cho nên là tuyệt đối là chúng ta không nên là phun thuốc trừ sâu trong cái giai đoạn này. Tôi ví dụ như trường hợp là anh không trồng những cái hoa đơn thuần để mà như là sau nhái rồi mà anh lại trồng cây đậu bắp đi, đó là một cái loại rau màu mà anh cũng thu hoạch nữa, đó là cũng là một cái mục đích kinh tế nữa. Nhưng mà khi chúng ta đã đặt cái mục đích trồng lên như vậy thì trồng cái cây rau màu hoặc là cái cây hoa nào thì chúng ta phải coi cái mục tiêu của chúng ta là cái gì cái đã. Chứ nếu không thì anh lại làm cho cái mục tiêu của chúng ta bị phá vỡ, là chúng ta lại phun cái thuốc trừ sâu rồi chết đi cái thiên địch, rồi không có được cái lợi, mà vô tình là chúng ta còn làm ảnh hưởng luôn cái lượng thiên địch mà đang có sẵn trên ruộng nữa. Do đó là mong chỗ của anh cân nhắc khi mà sử dụng cái loại hoa nào để chúng ta sử dụng trong cái chương trình này. Cảm ơn những thông tin trao đổi của thạc sĩ Bích Trân. Trả lời câu hỏi cho anh Nguyễn Văn Úc ở Đập Đá, Tân Hội, Tân Hiệp, Kiên Giang. Đất tôi làm lúa 3 vụ một năm, tôi chuẩn bị làm đất để mà xuống giống lúa đông xuân. Đất ruộng tôi có những chỗ thấp không xả nước khô được. Hiện giờ những chỗ đó thì rơm rạ chưa phân hủy hết mà luôn xuất hiện bọt khí và rất hôi thối. Vậy thì tôi phải xử lý những chỗ trũng này như thế nào để không bị ảnh hưởng đến cây lúa sau này? Mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Bây giờ là chúng ta phải nói là quyết liệt là phải làm cho cái chỗ trũng này nó ráo nước mới được. Cái đó là cái cách có thể nói là hóa giải cái độc chất hữu cơ là hữu hiệu nhất. Chứ bây giờ anh nói xử lý bằng những cái hóa chất rồi này kia, nó đâm ra nó tốn kém mà lại cái hiệu quả không cao. Tôi thấy cái hình như vậy thì bây giờ tốt nhất bây giờ vậy. Nếu được thì anh khoanh cái thửa cái chỗ đó lại. Giống như bà con mình ở cái vùng cao, anh thấy cái thửa nhỏ nhỏ là bởi vì cái độ trên của đất nó không có bằng nhau, cái mặt bằng nó không có đều đó. Nên cái chỗ thấp thì người ta làm cái ô chỗ thấp, cao làm chỗ cao để người ta cô lập đó. Thì như vậy thì anh có thể là cô lập cái chỗ trũng đó lại. Nghĩa là mình đắp cái bờ cơm nếp gì đó, bơ cô lập nó lại, rồi anh đánh mấy cái rãnh rồi mình mới bơm nước cái chỗ đó ra cho nó khô đi. Thì nếu như mà cái này mà anh nói anh làm không được nữa thì tôi khuyến cáo anh nên đổi cái chỗ trũng đó trồng cái cây trồng khác, đừng trồng lúa nữa, tìm cái cây trồng khác mà nó chịu ngập, chịu thủy sinh, chịu mà sống trong điều kiện ngập nước á. Những cái loại rau mà ngập nước này kia thì anh trồng ở đó. Bởi vì năm nào anh làm ba vụ mà chỗ đó thấp trũng thì nhất định là rơm rạ rồi, thì nó cũng vùi vô đó nữa, thành thử ra cái ngộ độc hữu cơ của nó là nó sẽ tiếp đi, nghĩa là tái diễn liên tục. Bởi vì anh biết sau một vụ lúa mà nếu ngập kiểu vậy đó hả, rơm rạ chỉ phân hủy khoảng không được 50%, thì anh biết là vụ này vụ kia mà nó nhồi với nhau thì tới một lúc nào đó rồi thì cái chỗ đó trở thành ra một cái chỗ trũng mà tích tụ nhiều cái chất hữu cơ, để nhiều cái chất độc mà không phải cho chỗ đó không, mà tới nửa nước nó lan ra, nó ảnh hưởng tới những cái chỗ trên nữa. Nên đấy là cái mà tôi thì góp ý để anh tham khảo. Dạ. Cảm ơn những thông tin trao đổi của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Bảo Vệ. Thưa bà con và các bạn, thời gian qua thì được sự hỗ trợ kỹ thuật của công ty Tân Thành, nhiều bà con nông dân ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã áp dụng các biện pháp xử lý giống đầu vụ đạt hiệu quả cao. Bây giờ mời các nhà khoa học cùng bà con nông dân cùng theo dõi ghi nhận sau đây về vấn đề này.
Nguồn thu nhập chính của gia đình ông Dù Quốc Toản, cư ngụ ấp Kinh 8A, xã Thành Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, đến từ diện tích canh tác gần 4 hectare. Với nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất, ông Dù Quốc Toản biết rằng nếu quá trình chuẩn bị ngay từ đầu vụ không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến năng suất và hiệu quả kinh tế khi thu hoạch. Do đó, việc cường lực hạt giống bằng sản phẩm Plasti là giải pháp được ông Dù Quốc Toản tin tưởng áp dụng. Bà con nông dân ở cái tổ 6 này rất là tâm đắc vấn đề gọi là Plasti xử lý giống. Thì cái quy trình của nó thì mình cứ ngâm ủ bình thường 24 tiếng mình vớt lên, sau đó mình sẽ ủ khoảng độ 24 tiếng nữa rồi bắt đầu lúa nó bắt đầu nó nứt nhanh, bắt đầu ta xử lý bằng Plasti 24 tiếng hồ xong đem ra ruộng. Thì bà con rất là tâm đắc là cái mầm rất là mạnh khỏe, ra ruộng thì chỉ xạ trong vòng 24 tiếng đã có màu xanh của nó mọc lên từ cây lúa, nên bà con rất tâm đắc trong vấn đề này. Như chúng tôi xài thì đầu mùa chúng tôi ngâm lúa xong đến khi nứt lanh thì chúng tôi sử dụng Plasti để cho mộng nó mạnh, nó khỏe, rễ nhiều. Mà chẳng hạn như xuống ruộng thì gặp mưa nó không bị sao hết, cũng phát triển tốt. Ban đầu tiên là tôi ngâm lúa giống là 24 tiếng đồng hồ, vớt ra và tôi ủ 24 tiếng đồng hồ nữa. Rồi là bắt đầu quay ra, bắt đầu thay vì người ta lấy ngót, còn tôi thì tôi lấy bằng cái Plasti là tôi ngâm. Mỗi một gói Plasti 20cc là tôi ngâm cho nó là 10kg lúa. Tôi lấy ngót 10kg lúa, tôi châm vô trong cái bình xịt. Rồi bắt đầu là mình xịt nó là trong vòng là 12 tiếng đồng hồ sau là tôi đem ra tôi xạ là được. Sử dụng Plasti là từ hồi năm 2000 cho tới bây giờ. Đó là cứ mỗi vụ nào là em cũng sử dụng Plasti hết. Hè thu đông xuân vụ ba gì cũng xử lý Plasti hết. Ngoài trừ ra mà xử lý Plasti á, gặp mưa gió đồ á, thì nó cũng đỡ lắm. Nó ba cái mà nó nghẹt nghẹt dưới là vẫn đâm lên bình thường như mà mấy cái chỗ khác hết. Cây vẫn mập bình thường. Đó, nó không có ốm cây lúa hay gì. Nhưng mà cái hạn chế được là cái bệnh gầy nâu mà để dằn lùng lùng xoắn lá nữa. Với tình hình thời tiết và dịch hại diễn biến phức tạp như hiện nay, bà con nông dân cần chủ động sử dụng các sản phẩm nông dược theo nguyên tắc 4 đúng. Trong đó, những hiệu quả đã được khẳng định của sản phẩm Plasti trong khâu xử lý giống sẽ là điều kiện để bà con chăm sóc cây lúa phát triển tốt ở giai đoạn đầu vụ, hướng đến năng suất cao khi thu hoạch. Thưa thạc sĩ Trần Thị Bích Trân, qua phóng sự vừa rồi chúng ta cũng thấy là bà con nông dân đã đánh giá cao về hiệu quả mang lại của sản phẩm Plasti. Như vậy thì thạc sĩ có lưu ý gì cho bà con khi mà sử dụng sản phẩm Plasti để mang lại hiệu quả cao nhất ạ? Kính chào bà con. Thì vừa rồi bà con đã nói cái cách sử dụng là Plasti xử lý giống và tôi thấy bà con đã nắm rất là vững cái quy trình sử dụng. Và tôi chỉ có một cái lưu ý duy nhất đó là khi xử lý giống thì chúng ta canh cái thời điểm lúa nước nanh để đạt được cái hiệu quả cao nhất. Bởi vì khi lúa nước nanh thì bằng cách là bà con lấy ngót hoặc là bằng cách là bà con trải ra rồi bà con phun lên trên đó thì đều đạt được cái hiệu quả cao nhất. Và một cái lưu ý phụ đó là do cái tình hình mà hiện giờ thời tiết hoặc là trên đất ruộng chúng ta còn hữu cơ đồ các loại, nhưng mà bà con hay có cái tâm lý là trừ hao đó, tăng liều để mà trừ hao đó. Như vậy là chúng tôi khuyên bà con là không nên tăng liều, không nên trừ hao nữa. Bởi vì với cái liều khuyến cáo là 20ml Plasti trên 10kg giống là đã đạt được cái hiệu quả tối đa rồi, bà con không cần trừ hao nữa. Cảm ơn những thông tin trao đổi của thạc sĩ Bích Trân. Hãy đánh thức sức sống tiềm tàng vào những giai đoạn quan trọng để cây lúa phát triển vượt bậc. Plasti Mula 1XL cho mầm mạnh rễ khỏe, tăng sức đề kháng bên răng luôn, tăng số chồi hữu hiệu cho đồng to, trổ nhanh và rộ. Plasti tăng cường sức sống, sức mạnh sinh học.